hỏi: "Quốc phụ, Tôn Trung Sơn lúc trước đã từng nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bù đắp vào cái thiên lệch của khoa học. Tại sao quốc phụ lại nói vậy?" Đáp: "Phật học là khoa học thật sự. Vì vậy khoảng mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển, mà Phật đã nói Phật quán một bát nước, tám vạn bốn ngàn trùng. Nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sanh. Dựa vào điểm này ta thấy rằng lúc đương thời Phật không có kính hiển vi, đâu có kính phóng đại chi, mà Ngài đã biết trong bát nước có đến cả tám vạn bốn ngàn vi trùng rồi. Mãi đến nay người ta mới chứng nghiệm là đúng vậy. Cho nên nói trí huệ con người kém hơn trí huệ Phật rất xa. Như quốc phụ nói, Phật học có thể bổ sung vào chỗ thiên lệch của khoa học. Nhưng theo tôi, Phật học không những chỉ bổ sung vào chỗ thiên lệch mà còn bao gồm cả khoa học. Nhưng khoa học không thể nào bao gồm Phật học được.